Với số phiếu tuyệt đối, Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa 17 bầu đồng chí Vương Đình Huệ tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Và sau đây là tiểu sử đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 17. Mời quý vị cùng theo dõi. Đồng chí Vương Đình Huệ sinh ngày 15 tháng 3 năm 1957, quê quán xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vào đảng ngày 9 tháng 3 năm 1984, ngày chính thức ngày 9 tháng 9 năm 1985, học hàm học vị giáo sư, tiến sĩ kinh tế, lý luận chính trị cao cấp, ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12, ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14. Từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 8 năm 2011, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước, được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 13. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, đại biểu Quốc hội khóa 13. Từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 1 năm 2016, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 13 từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 4 năm 2016, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 2 năm 2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, tháng 6 năm 2016, đại biểu Quốc hội khóa 14. Ngày 7 tháng 2 năm 2020, Bộ Chính trị có quyết định điều động đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ, phân công tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 11 tháng 6 năm 2020, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Vương Đình Huệ. Tháng 10 năm 2020, tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17, đồng chí Vương Đình Huệ được bầu làm bí thư thành ủy Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025.